hôm nay mình sẽ nhận lớp phần intro bài đại duyên, rồi một bài hát mà thường thường các bài đi show các bài rất hay gặp người ta song ca cái bài này ha, rất là vui tươi và rất là dễ thương nữa. Nợ duyên thì các bạn chơi một cái điệu rất quen thuộc đó là được cha cha cha, tempo các bạn chơi ở 132 đi ha. Rồi tông ở bạn này thì chúng ta chơi tông si thứ nha, song ca tông si thứ mà xiết dẫn bằng tông la thứ, chúng ta sẽ chỉnh trên bốc qua là cộng 2, ok ha. Rồi hai cái phần tiếng mà chúng ta dành cho cái phần intro đó là tiếng guitar bass và khi thì guitar bass, tiếng thứ hai đó là các bạn dùng tiếng rát ha, tiếng rát. Rồi xong ha, chuẩn bị vào bài luôn ha. Rồi phần guitar bass và đồng loạt các bạn sẽ đi là như thế này. Phần guitar bass thì các bạn như mình đã, chúng ta dùng trống nè, không bỏ accord nha, phần này chúng ta sẽ không bỏ accord và các bạn sẽ đi nốt là mi mi son mi la, các bạn đánh ở vị trí dưới đây nè, nhưng mà ở đây mình sẽ chỉnh anh ốc tao xuống là -1 cho mình đánh trên đây, để đánh là mình đánh đây ha. Rồi re mi son mi son re mi re đô la, ok ha. Nào lại ha, mi mi son mi la, tiếp tục son la son re mi, mi mi son mi la son la son re mi, tiếp tục mi mi son mi son, mi mi son mi son re mi re đô la, re mi re đô la, ok ha. Rồi lặp lại mi mi son mi la son re mi, re mi son mi son re mi re đô la, chúng ta làm hai lần như vậy. Lặp lại mi mi son mi la son la son re mi son mi son re mi re đô la, hai lần như vậy. Mi mi son mi la son re mi son mi son re mi re đô la. Rồi bây giờ vô chúng ta kết hợp với trống và guitar bass đi. Bập mi mi son mi la son re mi son mi son re mi re đô la. Đây là nói bỏ bát trước, tức là bỏ trống trước ha, không thôi mà các bạn là mi mi son mi la, bỏ cái nhịp sau cái trống này cũng được, mi mi son mi la son re mi son mi son re mi re đô la, mi mi son mi la son re mi son mi son re mi re đô la. Báo trống chúng ta sẽ đổi qua tiếng rap để chúng ta đánh cái phần sau, ok ha. Làm lại nha. Mi mi son mi la, rồi chúng ta hạ bỏ cái trống vào. Mi mi son mi la bập son la son re mi. Mi mi son mi son re mi re đô la. Làm lại nữa đó. Son la son re mi. Mi mi son mi son re mi re đô la. Báo trống. Bây giờ cái nốt phần tiếng rap, cái nốt nha, nốt nè, các bạn sẽ ghi nốt phần này. Mi mi son son mi la, mi mi son son mi la, la son mi re mi. Rồi làm lại câu này. Mi mi son son mi la son mi re mi. Rồi mi mi son son mi la son mi re mi. Rồi đầu tiên tiếp tục mi mi son mi son re mi re đô la, mi son re mi re đô la. Rồi làm lại hai câu này. Mi mi son mi la son mi re mi, ok. Rồi mi mi son mi son re mi re đô la. Rồi tiếp tục mi mi son mi la son mi re mi, nó giống như câu trên, ok ha. Rồi mi mi son mi son, bây giờ nó khác cái câu sau này.
son mi do si la. Không, các bạn đánh là son mi son do la, son mi son do la cũng được ha. Mi mi son mi son, son mi son do la. Ok, đó là phần nốt. Rồi các bạn chú ý nhìn nè, câu đánh mình đánh như nè: mi mi son son mi la son mi re mi. Chúng ta kèm qua nốt son thôi cũng được nữa, chúng ta sẽ liếm qua cái nốt son cái đó. Son mi la son mi re mi son, thêm nốt son cũng được. Rồi mi mi son mi son re re mi re đô la, mi mi son mi la son mi re mi son. Rồi mi mi son mi son mi son đô la. Ok, đó là phần nốt. Thì các bạn cứ nhìn trên màn hình là chúng ta đã có nốt rồi ha, rồi cũng rất khá là dễ. Rồi bây giờ kết hợp rồi các bạn đánh tiết rát thôi nha. Rồi mi mi son mi la, cái nó mạnh, cái mạnh. Mi mi son mi la son mi re mi son. Lại hạ tempo tí cho các bạn dễ lắm ha. Mi mi son son mi la son mi re mi son. Mi mi son mi son re mi re đô la. Mi mi son mi la son mi re mi son. Mi mi son mi son mi son đô la. Rồi ok, như vậy là chúng ta có một cái phần tiếng rát. Rồi làm lại phần tiếng rát nha. Mi mi son mi la son mi re mi son. Mi mi son mi son re mi re đô la. Mi mi son mi la son mi re mi son. Mi mi son mi son đô la. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp giữa cái bass, guitar bass và cái phần tiếng rát này luôn nha. Cái khâu này rất là nhanh, cái khâu mà chúng là chuyển tiếng là làm lại cho bạn nắm nè. Mi mi son mi la bỏ son la son mi mi. Rồi lại ha. Mi mi son mi la son re mi. Mi mi son re mi re đô la. Làm lần nữa. Mi mi son mi la son re mi. Mi mi son re mi re đô la. Bắt đầu. Rồi ok ha, lặp lại ha, mình hạ tempo mình chậm là có intro cho các bạn lại ha. Rồi mi mi son mi la son la son re mi. Mi mi son mi son re mi re đô la. Mi mi son mi la son re mi. Mi mi son mi son re mi re đô la. Rồi tiếp. Rồi ok, như vậy là xong phần intro. Rất là dễ đúng không? Nhưng quan trọng cái phần trao đổi tiếng á. Các bạn phải đi liền ha. Tình 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 ba trống tình 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 tan liền. Giỡn liền ha. Rồi làm lại một lần nữa lần cuối cùng ha. Đầu tiên nhớ các bạn cái phần guitar bass mà chúng ta không bỏ co nha các bạn. Bỏ trống thôi. Mi mi son mi la. Rồi. Mi mi son mi la. Son la son re mi. Mi mi son mi son. Re mi re đô la. Làm lần nữa. Son la son re mi. Mi mi son mi son. Re mi re đô la. Rồi tiếp. Mi mi son mi la. La son mi re mi son. Mi mi son mi son. Re mi re đô la. Mi mi son mi la. La son mi re mi son. Mi mi son mi son. Son mi son đô la. Bóng dáng ấy đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm với áo dài tung tăng. Rồi như vậy là chúng ta có cái phần intro. Thì mình cái này là mình chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn là cách đi phần bass.
có những cái bài phần đầu chúng ta đi bass kết hợp với trống chứ chưa có bỏ accord thì nghe cảm giác rất là hay. Ok ha. Rồi và cái bài hôm nay chúng ta kết thúc đây ha, cái phần hướng dẫn các bạn intro bài nội duyên. Rồi. À ok, vậy là chúng ta kết thúc video tại đây. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi ha, và nhớ đăng ký kênh theo dõi cũng như là cho Trường Khánh một like để ủng hộ tinh thần làm ra những video tiếp theo nha các bạn. Rồi cảm ơn mọi người, chúc mọi người sức khỏe. Mọi chi tiết mọi người thắc mắc về âm nhạc có gọi trực tiếp cho Trường Khánh qua số điện thoại là 0772 621 622. Ok.